Xin kính chào các anh chị quý nhà đầu tư. Thì hiện nay là đã bước vào tháng 4 năm 2021. Chính vì thế cho nên kết quả của các doanh nghiệp về cơ bản đang dần được hé lộ dần. Thì cái hạn để các doanh nghiệp gửi kết quả kinh doanh ở trên HO ấy thì đến 30 tháng 4 cơ. Tuy vậy thì ngay từ đầu năm thì đầu tháng thì rất nhiều các cái doanh nghiệp họ cũng đã công bố cái kết quả ước tính rồi. Bởi vì bây giờ người ta làm kế toán, người ta làm trên phần mềm, trên hệ thống. Chính vì thế cho nên nó có thể ra số ngay lập tức khi vừa hết quý, chứ không nhất thiết là phải đợi làm lại sổ sách này kia vân vân giống như ngày xưa. Thế do đó là đã có rất nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh, đúng không ạ? Và nổi trội lên ở trong cái đợt này đó là hai cái lĩnh vực. Một là lĩnh vực chứng khoán, hai là lĩnh vực ngân hàng. Nhưng mà lĩnh vực chứng khoán thì về cơ bản quy mô nó rất là nhỏ. Còn lĩnh vực ngân hàng là một cái ngành trụ, ngành lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong cái danh sách VN30 thì ngành chứng khoán áp đảo luôn, cả về số lượng lẫn chất lượng, quy mô vốn hóa, đúng không ạ? Vì thế cho nên là hôm nay nhân dịp mà một số ngân hàng cũng đã công bố kết quả kinh doanh thì Phục sẽ cùng trao đổi với quý vị và các bạn về cái kết quả kinh doanh đột biến quý 1 và triển vọng cổ phiếu ngân hàng trong những năm tiếp theo là như thế nào. Thì nội dung chính gồm có 3 phần như sau. 1 là chúng ta ước tính kết quả kinh doanh của một số ngân hàng. 2 là nguyên nhân tăng trưởng lợi nhuận mạnh của quý 1 là gì. Thì chúng ta làm cái này nếu mà với góc độ chỉ để xem nó là cái gì thì nó mang tính vuốt đuôi, nó không có ý nghĩa nhiều. Chính vì thế nhưng mà chúng ta cần phải xem dưới góc độ A, nó có bền vững không? Nó dựa trên những cơ sở nào? Từ đó chúng ta mới biết được rằng cái việc đó thì từ giờ đến cuối năm, các quý sau, quý 2, 3, 4, liệu nó có thể tăng trưởng tốt không? Và các năm sau nữa tăng trưởng có tốt hay không? Thì đấy là mục thứ hai. Mục thứ ba là chúng ta còn kỳ vọng gì trong tương lai đối với những người ngành này hay không? Cụ thể hơn cái câu chuyện đó. Sau đây chúng ta sẽ vào cái cập nhật kết quả kinh doanh của cái khối ngân hàng gồm những cái một số ngân hàng như sau. Ví dụ Vietcombank thì ước tính kết quả kinh doanh là khoảng 7.000 tỷ, tức là tăng khoảng 34%. Thứ hai là Vietinbank thì công bố khoảng 7.000 đến 8.000 tỷ. Thì AZFIN ước tính nó có thể đạt ở 67.600. Tất nhiên cái con số này là ước tính thôi, nó không phải tuyệt đối. Thì tăng trưởng khoảng hơn 150%. Techcombank thì có thể đạt khoảng 5.900 tỷ. Còn cái việc là người ta có điều chỉnh một chút hay không trước khi công bố hay không thì chúng tôi cũng không rõ. Nhưng mà cái khả năng đạt cái mức này và công bố mức này là khả năng rất cao, tăng trưởng 90%. MB Bank thì hôm nay vừa mới công bố rồi, đúng không ạ? Ước đạt khoảng gần 4.600, thì chúng tôi cho rằng nó khoảng là tầm đó 4.560 tỷ chẳng hạn, thì nó tăng trưởng khoảng độ 108%. VP Bank thì gần 4.000 tỷ thì tăng trưởng khoảng 37%. MSB, ngân hàng Maritime Bank ấy, ngân hàng hàng hải ấy, thì nó tăng trưởng 318%. VIB thì tăng trưởng 67%. ACB thì tăng trưởng 64%, vừa mới công bố rồi. SSB tức là ngân hàng C Bank thì tăng trưởng 126%. HD Bank thì tăng trưởng 24%. Tiên Phong Bank thì ước tính tăng trưởng khoảng 39-40%. Tiếp theo, một cái chỉ số rất quan trọng mà AZFIN đưa ra, đó là chỉ số về chất lượng lợi nhuận của ngân hàng. Thì chúng tôi dựa vào các cái tính toán rất là công phu với các cái chỉ số nhất định, thì chúng tôi đưa ra được cái chất lượng của các cái việc ghi nhận lợi nhuận này có cao hay không, tốt hay không. Thì với Vietcombank thì nó xứng đáng với 10 điểm, bởi vì thực tế là Vietcombank họ hoàn toàn có thể ghi nhận lợi nhuận lên đến khoảng 9-10 ngàn tỷ cơ, chứ không chỉ là 7 ngàn tỷ. Đó, họ có cơ sở rất chắc chắn và họ ghi nhận cái lợi nhuận này nó rất là chắc. Tiếp theo là Vietinbank thì khoảng chúng tôi tính toán thì ước tính nó khoảng 8 điểm trên thang 10. Techcombank và MB Bank và ACB thì được 9,5 điểm. Thực ra trong cái số này thì ACB về chất lượng bền vững lợi nhuận thì nó lại trội hơn một chút, còn về chất lượng tăng trưởng thì nó lại đuối hơn một xíu thôi.
Và chúng tôi xếp 3 ngân hàng này ngang nhau với mức chất lượng lợi nhuận 9,5 điểm. Tiếp theo đó là VPBank, chất lượng lợi nhuận là 7 điểm. Tiếp theo là MSB thì chất lượng lợi nhuận chúng tôi cho rằng đạt 6,5 điểm. VIB đạt 7 điểm. SSB đạt 6,5 điểm. HD Bank đạt 7 điểm. Tiên Phong Bank đạt 8,5 điểm. 8,5 điểm. Thì đây là đánh giá cái chất lượng lợi nhuận của các cái ngân hàng này. Nó có thực sự chất không? Thực sự chuẩn chỉ không? Và nó có bền vững hay không? Tiếp theo, nguyên nhân tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong quý 1 năm 2021 là gì? Đầu tiên đó chính là nền kết quả kinh doanh quý 1 2020 thấp. Đúng không ạ? Nền của kết quả kinh doanh quý 1 2020 rất là thấp. Đó. Nguyên nhân là do chúng ta có thể thấy được rằng ok, mọi người chờ một chút xíu nhé. Và nguyên nhân có thể vì sao 2020 nó lại thấp? Đó là 2020 cái quý 1 ấy, thì khi chúng ta vừa ra Tết cái thì ngay lập tức là có Covid. Và có Covid như vậy thì khiến cho tất cả các cái hoạt động của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất nặng. Doanh nghiệp thì không mở rộng sản xuất kinh doanh, đúng không? Thành ra ngân hàng cũng rất khó khăn ở quý 1 năm 2021. Thực sự họ rất khó khăn. Vừa ra Tết đúng tháng ăn chơi, thế là bị Covid thì người ta ăn chơi thêm vài tháng nữa. Rồi là các cái dịch vụ của ngân hàng về cơ bản là không xử lý được. Đặc biệt là từ quý 1 năm 2021 20 đổ về trước thì người ta chủ yếu giao dịch và sử dụng cái hệ thống ngân hàng trực tiếp, một cách trực tiếp ở chi nhánh rất nhiều, ở các cái phòng giao dịch rất nhiều. Thế thành ra cái hoạt động đó bị đình trệ và nó ảnh hưởng rất mạnh đến ngân hàng. Chính vì thế cho nên kết quả kinh doanh quý 1 của ngân hàng năm 2020 rất thấp. Thì khi đó kết quả kinh doanh của quý 1 2021 chỉ cần trở lại bình thường rồi đã là tăng trưởng khá mạnh rồi. Vâng, đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là lãi suất huy động thì giảm mạnh. Rõ ràng lãi suất huy động của các ngân hàng thì nó bắt đầu giảm dần từ cuối quý 2 năm 2020 cơ, chứ nó không giảm từ sớm. Thì trong khi quý 1 năm 2020 thì lãi suất huy động vẫn rất cao. Thì quý 1 năm 2021 này lãi suất huy động đã giảm được từ 1,5 đến 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó cái lãi cho vay ra thì nó lại giảm không đáng kể. Giảm không đáng kể. Chính vì thế cho nên cái NIM của ngân hàng từ cái câu chuyện đó nó tăng trưởng mạnh, rất tốt. Tiếp theo thứ ba, nguyên nhân thứ ba chúng tôi cho rằng cái kết quả kinh doanh quý 1 2021 tăng rất mạnh là vì các cái ngân hàng đã ứng dụng công nghệ rất mạnh mẽ, đặc biệt khi Covid phải xảy ra thì họ đua nhau ứng dụng công nghệ, rót rất nhiều tiền vào công nghệ. Từ đó họ có thể khai thác cái dữ liệu lớn của tập khách hàng của mình. Khai thác dữ liệu lớn. Khai thác dữ liệu lớn ở đây để có thể bán các cái sản phẩm bán chéo rất nhiều. Ngân hàng bây giờ bán mọi thứ, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, nhờ cái việc ứng dụng công nghệ này mà các ngân hàng đã giảm được chi phí hoạt động rất nhiều. Trên mỗi đồng gia tăng lợi nhuận, gia tăng doanh thu thì chi phí thấp hơn, giảm được rất nhiều so với trước. Thêm một điều là họ sử dụng công nghệ mạnh như vậy, ứng dụng vào cái việc kiểm soát về nợ xấu, làm cho nợ xấu của các ngân hàng thấp đi. Từ đó cũng làm giảm các cái chi phí về trích lập dự phòng, vân vân, khiến cho lợi nhuận tăng trưởng tốt. Và yếu tố thứ tư đó là nhờ Covid-19. Thực sự nhờ Covid-19 thì các ngân hàng mới tăng trưởng mạnh như thế. Còn nếu không có Covid thì chúng tôi tin rằng các ngân hàng sẽ không tăng trưởng mạnh và nhanh như vậy đâu. Thì khi Covid-19 xảy ra thì rất nhiều người ở nhà đóng cửa lại. Thì họ lại sử dụng, nhiều người lại có thời gian dư thừa cơ. Thứ nhất là điều kiện là xã hội thường bị giãn cách, hay là mọi người hạn chế đi lại. Thứ hai là thời gian rảnh của họ lại nhiều. Thế thành ra họ sử dụng online rất lớn, rất nhiều. Từ cái việc sử dụng online thì họ lại sử dụng rất là nhiều các cái dịch vụ của ngân hàng trên cái hệ thống online. Ví dụ như giao dịch chứng khoán rất nhiều ngân hàng có, đúng không? Rồi mua trái phiếu ở trên app, vân vân. Rồi là bảo hiểm, rồi là rất nhiều thứ được bán trên đấy rất mạnh.
Và đặc biệt cái việc giao dịch tiền của người dân Việt Nam từ quý 1 sau quý 1 năm 2020 đã thay đổi rất nhiều. Ngày xưa thì người ta sử dụng tiền mặt rất nhiều. Nhưng mà từ cái giai đoạn đó, tiền mặt sử dụng cũng dần ít đi. Người ta giao dịch rất nhiều qua online. Và chính nhờ cái Covid đó mà cái xu hướng online hóa, thương mại điện tử hóa, nó giúp cho ngân hàng phát triển rất mạnh. Rất mạnh. Ví dụ như cái việc là gọi đồ ăn về chẳng hạn. Gọi đồ ăn. Bình thường thì nếu trước khi Covid xảy ra thì ở các cơ quan của chúng tôi chẳng hạn, thì đồ ăn thì chúng tôi hiếm khi gọi về nhà, rất hiếm khi gọi về ăn. Nhưng mà từ khi Covid xảy ra, mọi người gọi về ăn rất nhiều, thậm chí gọi về ăn nhiều hơn là việc ra quán. Và cái thói quen này nó được duy trì ngay cả khi Covid được kiểm soát, thì người ta cũng gọi đồ ăn. Vừa thuận tiện, không nắng lôi, không phải đi lại vất vả, mà về người ta lại có thể nghỉ ngơi sớm. Thì đấy là cái tác dụng rất lớn của Covid. Thì trong cái rủi thì luôn luôn có cái may. Thì rõ ràng Covid xảy ra thì có cái rủi đối với những người công nhân, đối với những người thu nhập thấp, đối với ngành du lịch, ngành hàng không. Nhưng mà nhìn chung trên bình diện toàn xã hội, Covid xảy ra lại là một điều thúc đẩy sự phát triển nhanh và mạnh hơn của nền kinh tế. Thúc đẩy cái sự ứng dụng công nghệ quyết liệt hơn để nâng cao cái năng suất, hiệu quả trong các ngành kinh doanh nhiều hơn. Thì đấy chính là nguyên nhân lợi nhuận của ngành ngân hàng tăng rất mạnh, cho dù tín dụng của họ tăng không đáng kể. Không đáng kể. Tiếp theo, vậy thì cái tính bền vững trong cái chất lượng tăng trưởng, thì chúng tôi cho rằng cái nhóm ngân hàng có kết quả kinh doanh bền vững cao nhất, tức là những ngân hàng khác cũng có những ngân hàng cũng bền vững, nhưng nó bớt bền vững hơn một chút xưa thôi, chứ không có nghĩa là nó ảo, nó không bền vững đâu nhé. Thì có 4 ngân hàng chúng tôi cho rằng là có kết quả kinh doanh bền vững cao nhất. Thì đứng đầu phải là Vietcombank. Rồi sau đó đến sau đó là 3 ngân hàng ngang nhau là Techcombank, MB và ACB. Thì 4 ngân hàng này là có cái tính chất bền vững nhất trong cái kết quả kinh doanh. Trong kết quả kinh doanh ở cái quý 1 vừa rồi. Thì trong lịch sử, trong quá khứ rất lâu dài, trong nhiều năm qua, thì Vietcombank và ACB luôn luôn đứng đầu Việt Nam về cái chất lượng lợi nhuận của họ rất bền vững. Techcombank ngày xưa thì nợ xấu rất nhiều. Tuy nhiên từ cái năm 2017-18 họ phát triển rất là mạnh, ứng dụng công nghệ rất là nhiều. Và cái việc thẩm định tín dụng thì nó cũng bớt phụ thuộc vào nhân viên tín dụng nhiều hơn như ngày trước. Họ sử dụng rất là nhiều các cái công nghệ vào trong cái đó. Từ đó làm giảm thiểu đi cái sai sót của con người. Và giúp cho cái tỷ lệ nợ xấu cuối năm vừa rồi, Techcombank còn tỷ lệ nợ xấu còn thấp nhất hệ thống 0.47-0.48%. Tức là một cái mức thấp mà không thể tin tưởng, không thể tin nổi mà làm một ngân hàng ở Việt Nam có thể làm được từ xưa đến nay. Không thể tin được. Nhưng mà nó đã làm được. Và trong tương lai cũng nhiều ngân hàng khác cũng sẽ giảm được cái nợ xấu nhờ việc ứng dụng công nghệ tốt. Đó, thì đây là 4 cái ngân hàng mà có cái kết quả kinh doanh bền vững cao nhất. Đó. Tiếp theo. Thì vậy thì triển vọng tương lai 2021 và trong tương lai xa hơn như thế nào? Thì chúng tôi cho rằng cái dịch vụ sẽ gia tăng rất mạnh trong cái khối ngân hàng này, tức là cái thu nhập từ dịch vụ. Nó thể hiện được đây là một nền kinh tế phát triển hiện đại. Thì khi đó người ta sử dụng dịch vụ nhiều hơn, rất nhiều. Thay vì là nếu mà một nền kinh tế truyền thống thì người ta chỉ sử dụng tín dụng thôi. Còn nền kinh tế hiện đại là khách hàng sử dụng đa dịch vụ ở ngân hàng. Và ngân hàng khai thác được rất nhiều từ khách hàng. Đó. Thì chúng tôi tin rằng cái xu hướng này nó sẽ rất mạnh mẽ tiếp theo nữa. Cho dù nó đã rất mạnh từ cuối 2020 đến nay rồi. Đúng không ạ? Còn tín dụng thì chúng tôi cho rằng là tín dụng thực chất sẽ tăng trưởng cao hơn so với năm 2020. Ngân hàng nhà nước đưa ra cái hạn mức tăng trưởng tín dụng cho toàn ngành có 12% thôi. Nhưng chúng tôi tin rằng là họ sắp tới họ có thể nới ra. Bên cạnh đó thì nếu mà cho dù có tăng 12% thì chúng tôi cũng có cơ sở cho rằng là tín dụng năm nay vẫn tăng cao hơn năm trước, cho dù năm trước là 13% thì phải, vẫn cao hơn. Bởi vì một số cái sự ẩn khuất ở trong cái lĩnh vực ngân hàng. Đó, đấy là thứ nhất. Thứ hai là nợ xấu thì chúng tôi cho rằng là sẽ ở mức thấp. Do kinh tế tốt lên. Kinh tế tốt lên, việc kiểm soát rủi ro cho vay của các ngân hàng ngày càng tốt hơn. Bởi vì họ học được rất nhiều các cái bài học kinh nghiệm trong quá khứ từ 2010 đến 2014 rồi.
Bên cạnh đó thì cái việc ứng dụng công nghệ vào thì nó cũng giảm bớt cái yếu tố con người tác động vào ở trong, làm cho nợ xấu thấp. Ngoài ra thì các ngân hàng cho vay bây giờ đa phần rất chặt chẽ, họ kiểm soát rất chặt chẽ tài sản đảm bảo rất chặt, thì nợ xấu họ sẽ thấp thôi, sẽ thấp thôi. Thực tế năm 2020 tuy khó khăn xảy ra, coi như là khủng hoảng thế giới đi xảy ra, thì nợ xấu các ngân hàng còn giảm cơ. Thì 2021 thì chúng tôi tin rằng nợ xấu sẽ vẫn duy trì ở mức thấp, còn việc có thể giảm hay không thì chúng tôi cũng chưa kỳ vọng là có thể giảm, nhưng mà duy trì ở mức như 2020 đã là quá thấp rồi. Rồi tiếp theo, trong năm 2021 này ấy, thì cái chi phí của các ngân hàng thì chúng tôi cho rằng sẽ được kiểm soát rất tốt nhờ công nghệ ứng dụng vậy, bao gồm cả chi phí hoạt động lẫn các cái chi phí liên quan đến dự phòng sẽ thấp. Từ đó chúng tôi đưa ra một kết luận là lợi nhuận của ngành ngân hàng năm 2021 có thể tăng trưởng trên 30%. Chúng tôi dự báo toàn bộ VN Index, toàn bộ thị trường chứng khoán thì có thể tăng trưởng từ 22 đến 25%, nhưng ngành ngân hàng có thể tăng trưởng trên 30%, cao hơn rất nhiều so với tăng trưởng tín dụng vì những thứ như tôi nói ở trên, đó là cái tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ gia tăng này, nợ xấu được kiểm soát thấp này, chi phí được kiểm soát tốt này, từ đó làm ra gia tăng lợi nhuận rất tốt. Đặc biệt rất nhiều ngân hàng năm 2020 họ đã trích lập rất là mạnh, mạnh tay rồi, thì đến 2021, 2022 họ có cơ hội được hoàn nhập. Đúng không? Thì lợi nhuận họ tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Và quý vị lưu ý rằng là tăng trưởng lợi nhuận hơn 30% này nó không hề đơn giản đâu. Bởi vì kết quả kinh doanh lợi nhuận của các ngân hàng năm 2020 vẫn tăng nhá, không phải giảm đâu nhá. Tức là trên một cái nền khá cao. Đó, chỉ có quý 1 2020 là kém thôi, còn cả năm 2020 rất tốt. Thì trên một cái nền đó mà ngành ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận 30% thì thực sự mà nói phải rất ấn tượng. Chúng ta cứ thử tưởng tượng chúng ta đi làm lương gọi là 20 triệu một tháng đi. Một năm chúng ta được tăng được 20-30% không? Tức là tăng được 6 triệu, điều đó rất khó. Các doanh nghiệp nhỏ cũng rất khó. Rất khó. Nhưng tự chung lại cái nền kinh tế Việt Nam có điều rất thú vị đối với ngành ngân hàng. Đó là mọi hoạt động thì ngành ngân hàng vẫn chiếm gọi là chủ đạo, vẫn là xương sống. Cho dù người ta có huy động thêm tiền từ cái kênh cổ phiếu hay trái phiếu, cuối cùng nó vẫn là ngân hàng. Bởi vì các cái ngân hàng cũng sở hữu rất nhiều các công ty chứng khoán, các cái công ty phát hành trái phiếu vân vân đủ thứ như thế. Đó. Lợi nhuận cũng vẫn sẽ chảy về họ. Ngay cả trái phiếu của các cái công ty chứng khoán mà không ở ngân hàng chẳng hạn, có phát hành này kia thì cũng bán qua kênh ngân hàng rất nhiều và họ vẫn có lợi nhuận ở đó. Rồi nó họ có tập khách hàng, có đủ thứ ở trên đó. Thì đấy là triển vọng tương lai của ngành ngân hàng. Thì chúng tôi lưu ý một số cái đánh giá như sau. Về xu hướng ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân và nhà nước thì chúng tôi cho rằng là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân sẽ ngày càng chiếm cái thị phần lớn hơn. Nếu như ngày trước thì Big Four, tức là 4 ngân hàng nhà nước lớn nhất gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Nông nghiệp chiếm đâu đó khoảng 50 đến 60% tổng tín dụng, thì hiện nay họ chiếm chỉ còn khoảng độ 40%, hơn 40% một chút thôi. Thì xu hướng này sẽ diễn ra tiếp tục. Trong tương lai, ngân hàng nhà nước, quy mô ngân hàng nhà nước nó sẽ nở ra chậm hơn so với các ngân hàng tư nhân rất nhiều. Bởi vì các yếu tố sau. Một, quy mô nó rất lớn rồi, khó có thể nở nhanh, nở mạnh. Thứ hai là cái việc năng động, thì các ngân hàng tư nhân năng động, họ có nhiều cửa để họ tăng trưởng, năng động. Còn khi các ngân hàng nhà nước thì về cơ bản là họ có cái tính nhiệm kỳ cũng khá cao ở trong đó. Thì trong khối ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước thì chúng tôi phân ra là hai nhóm. Nhóm 1 gồm có Vietcombank. Thì tôi cho rằng Vietcombank sẽ có cái tăng trưởng tín dụng cao nhất trong cái nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước này. Và nó sẽ tiếp tục nở ra nhanh hơn so với hai cái thằng Vietinbank và BIDV. Vì sao lại vậy? Vì cái hệ số K, hệ số an toàn vốn của nó rất cao, sức khỏe tài chính mọi thứ của nó rất tốt, LDR của nó còn rất thấp, tức là tỷ lệ cho vay trên huy động ấy, tỷ lệ tín dụng ấy, trên cái huy động ấy, nó còn rất thấp, nó còn dư địa tăng rất cao. Vốn chủ thì nó lại cao hơn hai ông kia, thế thành ra dư địa nó còn rất lớn, rất lớn luôn. Đó. Bên cạnh đó thì Vietcombank có cái chi phí giá vốn rất thấp, CASA rất cao.
Thì do đó là họ có thể gọi là cho vay với cái lãi suất thấp hơn, từ đó họ mở rộng nó nhanh hơn so với hai cái ngân hàng nhà nước còn lại là Vietinbank và BIDV. Thì Vietinbank và BIDV thì năm nay thì được cho cái hạn mức tăng trưởng tín dụng là khá thấp, bởi vì cái hệ số an toàn vốn của hai ngân hàng này không hề cao một chút nào, do trong nhiều năm qua các ngân hàng này liên tục phải trả cổ tức bằng tiền mặt về ngân sách nhà nước thiếu hụt. Chính vì thế cho nên vốn nó không được bổ sung kịp thời. Vì thế nó sẽ gặp yếu thế trong cái việc tăng trưởng trong sắp tới. Trong khi cái vốn chủ sở hữu của Techcombank bây giờ nó cũng gần tiệm cận với ba cái ông ngân hàng lớn kia, mà quy mô tín dụng nó chỉ bằng 1/3. Thì rõ ràng lợi thế nó rất lớn nhỉ. Ví dụ thế. Đó là về ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước. Và trong dài hạn chúng tôi cho rằng Vietcombank sẽ là cái ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn hai cái ngân hàng kia, Vietinbank và BIDV. Tốt và bền vững hơn. Nguyên nhân đến từ Vietcombank còn cái dư địa tăng trưởng tín dụng và các cái mảng khác rất cao. Trong khi Vietin và BIDV như tôi vừa nói, cái việc để họ tăng trưởng tín dụng hàng năm cao nữa bây giờ rất khó. Rất nhiều thứ vướng. Thứ nhất là tỷ lệ cho vay trên huy động của nó rất cao rồi, toàn vượt khung nhà nước cho phép rồi. Thứ hai là vốn chủ của họ không lớn, hệ số K của họ thấp. Chính vì thế cho nên họ khó có thể tăng trưởng cao. Khó thể tăng trưởng cao. Thứ ba nữa là hai ngân hàng này về cơ bản tuy đã xử lý khá nhiều nợ xấu rồi nhưng nó vẫn còn tồn dư không ít. Và cái việc nợ xấu này nó phát sinh nó là một cái hệ thống, chứ nó không chỉ là một người quyết được một trong vòng một lúc. Thì do đó là Vietinbank năm nay có thể lợi nhuận tăng trưởng rất cao do mới xử lý xong nợ xấu, và BIDV có thể năm nay hoặc năm tới tăng trưởng lợi nhuận rất cao. Nhưng về dài hạn do cái giới hạn về quy mô tín dụng và rất nhiều thứ khác thì cái việc tăng trưởng lợi nhuận thì nó lại dồn về Vietcombank sẽ cao hơn. Đó là cái ngân hàng nhà nước. Đấy. Thì tôi lưu ý là 2021 Vietinbank có thể tăng trưởng rất mạnh 1-2 năm nữa, nhưng về dài hạn thì Vietcombank vẫn là đầu ngành và tăng trưởng vẫn rất tốt. Tiếp theo về khối ngân hàng tư nhân thì chúng tôi phân ra, tất nhiên là nó cũng có nhiều ngân hàng rất là mong manh, nó ở giữa đây chẳng hạn thì không biết vứt vào đâu. Có những ngân hàng thì rất là xứng đáng ở một bên rồi, nhưng có ngân hàng nó ở hơi giữa giữa một chút. Thì cái việc phân ra làm hai loại trong ngân hàng tư nhân này nó cũng hơi tương đối một chút, thể nó chỉ nhỉnh hơn nhau một chút xíu thôi, nó đã được vào cái ô này rồi đúng không ạ, còn lại kém hơn một chút xíu thôi đã vào ô còn lại rồi. Thì chúng tôi cho rằng các cái ngân hàng như Techcombank, MB Bank, Tiên Phong Bank, VIB và VP Bank, những ngân hàng này sẽ là những ngân hàng tăng trưởng rất mạnh mẽ và chiếm lĩnh thị phần rất tốt trong thời gian tới. Vì sao lại vậy? Thứ nhất là cái về vấn đề quản trị điều hành của họ rất tốt, chiến lược của họ rất hay, mỗi ông có một chiến lược riêng biệt và rất tốt. Ví dụ Techcombank chiến lược của họ gọi là họ bây giờ họ không coi ai là đối thủ rồi, họ muốn là họ phải phát triển độc nhất cơ, lãnh đạo quyết liệt, ứng dụng công nghệ rất mạnh, các sản phẩm mới luôn luôn đi đầu. Tiếp theo là ngân hàng quân đội thì họ cũng đi theo cái hướng riêng của họ, họ cũng ứng dụng công nghệ rất mạnh và khai thác cái hệ sinh thái khép kín đầy đủ nhất của mình. Phải nói là hệ sinh thái khép kín của MB là đầy đủ nhất, thúc đẩy rất mạnh và họ tăng trưởng user sử dụng rất lớn. Thông qua một cái họ đi đầu đó là liên quan đến cái số tài khoản đẹp này, ứng dụng công nghệ vào này, rồi là liên kết với các cái trường đại học lớn nhất, các bệnh viện lớn nhất và rất nhiều nơi. Và liên kết ở đây là liên kết sâu, họ tạo ra cái giá trị cộng hưởng, họ tạo ra cái sự kết nối giữa các mắt xích với nhau. Đó. Tức là các đối tác sẽ tham gia sâu vào hơn, chứ không phải là chỉ tham gia như ngày trước đến ký kết với nơi này nơi kia chỉ là mở tài khoản nữa. Không, họ tham gia sâu hơn cả. Đó. Chính vì thế cho nên là họ cũng sẽ có hướng phát triển riêng rất mạnh. Tiếp theo là VP Bank. Thì đây là một ngân hàng phải nói là rất năng động, tuy nợ xấu nó rất cao nhưng mà nó rất năng động. Và cái FE Credit là một trong những cái điểm mạnh rất mạnh của nó. Bên cạnh đó VP Bank thì cũng rất là khỏe liên quan đến các cái lĩnh vực trái phiếu này kia rất tốt. Họ cũng là một ngân hàng gọi là cực kỳ năng động, quyết liệt. Rồi là tiếp theo là liên quan đến gọi là VIB. Thì đây là một ngân hàng bán lẻ chắc là thuộc dạng khỏe nhất Việt Nam. Đội này họ cực kỳ thiện chiến.
Thị phần liên quan đến bảo hiểm và ô tô họ luôn xếp top đầu cho vay ô tô bảo hiểm, bán bảo hiểm luôn xếp top đầu cho dù quy mô của họ nhỏ xíu so với các cái ngân hàng kia. Thế thành ra họ có sự tăng trưởng rất là mạnh. Tuy vậy chúng tôi cũng phải lưu ý rằng cái chất lượng lợi nhuận của VIB thì đánh giá không được cao bằng những ngân hàng kia. Gần đây thì họ book lợi nhuận rất là tích cực. Đúng không? Thế thành ra cái chất lượng lợi nhuận chúng tôi có một số cơ sở chúng tôi đánh giá được chất lượng nhân lợi nhuận của nó khá thôi chứ nó không phải xuất sắc. Đó. Rồi tiếp theo là ngân hàng Tiên Phong Bank thì ông này cũng là một ông gọi là tuy là vừa vừa xinh xinh nhưng mà ông này cũng là một ông có những cái tư duy rất là khác biệt, phát triển khá là bền vững và mạnh mẽ, chắc chắn nhìn đâu chắc lên đấy, ứng dụng công nghệ tốt. Thế thành ra những ngân hàng này chúng tôi cho rằng sẽ là những cái ngân hàng có cái sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất, và những ngân hàng này sẽ là những ngân hàng ăn thị phần của các cái ông nhà nước không tăng đáng kể kia. Thì minh chứng cho thấy là riêng năm 2020 tín dụng của Tiên Phong Bank VIB nó lên đến 30%. MB Tech thì hơn 20%, Tech thì 23%. VP cũng rất cao. Nó cứ tăng cái quy mô như này rất nhanh thì dần dần nó sẽ đuổi kịp, thì chúng tôi cho rằng còn rất lâu mới đuổi kịp về quy mô. Nhưng mà rút ngắn khoảng cách thì nó đang rút ngắn rất nhanh. Và đặc biệt là cái hiệu quả của nó rất cao. Hiệu quả kinh doanh nó rất cao, rất quyết liệt. Và khi ở trong cái thời đại công nghệ như ngày nay, mọi thứ thay đổi rất nhanh, thì đó chính là một cái cơ sở thuận lợi cho các cái ngân hàng tư nhân có chuẩn bị tốt để họ tăng trưởng và phát triển. Còn lại các ngân hàng nhà nước mà theo cơ chế cũ chẳng hạn, nếu mà không có sự thay đổi trong vài năm tới thì chúng tôi cho rằng cái việc họ tụt hậu cũng là một điều rất dễ hiểu rồi, rất dễ hiểu. Còn lại các cái ngân hàng khác ở khối tư nhân chúng tôi cho rằng cũng vẫn có một số ngân hàng tương đối tốt, nhưng còn lại cũng nhiều ngân hàng khác thì là những ngân hàng sân sau, là những cái ngân hàng gọi là sống giặt dẹo qua ngày. Tất nhiên nó vẫn có cái chức năng của nó nhưng mà những ngân hàng đó thì chúng tôi đánh giá chưa cao, chưa cao. Đó. Phần còn lại tất nhiên là nó vẫn có khá nhiều ngân hàng khá ok đấy, nhưng mà vấn đề chúng tôi cũng không thể tách làm nhiều nhóm quá. Nhưng ý là phần còn lại thì chúng tôi đánh giá nó không được cao bằng cái nhóm năm cái ngân hàng này. Thì trên đây là tôi đã đánh giá về cái xu hướng của các cái ngân hàng thương mại tư nhân nhà nước. Tiếp theo chúng ta cần phải lưu ý một điều như này. Về dài hạn thì chúng tôi cho rằng ngành ngân hàng vẫn tiếp tục phát triển rất mạnh mẽ. Và đây chính là những cái ông khai thác khách hàng tốt nhất. Họ có tập khách hàng trong tay khoảng hơn chục triệu khách hàng bình thường. Những cái ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước thì toàn hơn 20 triệu tập khách hàng. Tư nhân hơn chục triệu. Vậy họ là những người nắm data trong tay. Và họ bán chéo đủ mọi thứ ở trên đấy. Đúng không ạ? Bán bảo hiểm, đúng không ạ? Bán trái phiếu, bán XYZ, bán nhiều thứ đó. Bán chứng chỉ quỹ, đúng không ạ? Bán XYZ, bán rất nhiều thứ. Rồi họ cung cấp rất nhiều các dịch vụ. Đó. Thì chúng tôi cho rằng dài hạn khẳng định một câu, ngành ngân hàng này rất hấp dẫn. Còn ngắn hạn thì index, VN Index càng lên cao thì lại càng có rủi ro điều chỉnh. Chứ không phải càng lên cao càng phi mạnh. Càng lên cao càng rủi ro điều chỉnh, thành ra chúng ta phải chú ý những lúc như thế. Việc mua đuổi nó rất nguy hiểm. Đấy, tuy vậy cái xu hướng thị trường chứng khoán chủ đạo là đi lên. Nếu mà quý vị kỳ vọng tương lai kinh tế tốt đẹp hơn. Còn quý vị kỳ vọng rằng tương lai kinh tế vô cùng ảm đạm thì chúng tôi cho rằng là quý vị không nên đầu tư cổ phiếu nữa. Chúng ta không nói đến ngân hàng có hấp dẫn hay không nữa. Nhưng nếu quý vị kỳ vọng kinh tế của chúng ta là giai đoạn này là đang đầu tư công mạnh mẽ, các doanh nghiệp trở lại sản xuất kinh doanh rất mạnh và tương lai sẽ tăng trưởng rất tốt đẹp chẳng hạn, thì rõ ràng cái xu hướng thị trường chứng khoán đi lên là chủ đạo, và những pha xuống thì nó chỉ gọi là điều chỉnh, đây như chúng tôi nói ở trên chỉ là điều chỉnh thôi. Và khi quý vị và các bạn biết được cái xu hướng chủ đạo là như thế nào thì hành động của quý vị và các bạn sẽ có những cái hành động phù hợp và quyết liệt những lúc cần thiết. Đó là nếu mà thị trường điều chỉnh nó sẽ nhanh thôi, còn thị trường mà đi lên nó sẽ dài đấy, nó kéo rất dài.
đó là đặc thù của một cái giai đoạn gọi là tăng trưởng thị trường chứng khoán mạnh mẽ dựa trên cái nền tảng kinh tế tốt đẹp, nếu quý vị và các bạn nghĩ vậy. Còn tôi lại khẳng định lại một lần nữa, nếu quý vị không tin vào cái nền kinh tế này, không tin vào cái đất nước này, thì quý vị không nên đầu tư cổ phiếu. Cũng giống như ông Buffett, ông chia sẻ một trong những lý do mà ông thành công giàu đó là nhờ nước Mỹ phát triển rất tuyệt vời. Và ông yêu nước Mỹ và ông nghĩ rằng nước Mỹ luôn luôn vĩ đại và ngày càng vĩ đại hơn. Và ông ấy kỳ vọng như thế nó đúng, đúng thì ông ấy sẽ có hiệu quả tất cả. Đó, thì trên đây là những cái trao đổi của tôi đến quý vị về cái tình hình kinh doanh của khối ngân hàng. Sau đây thì mời quý vị chúng ta cùng nhau thảo luận trao đổi. Chúng ta sẽ trao đổi với nhau một lúc, được không ạ? Xin mời quý vị ạ. Ok. Oh sorry, xin lỗi bạn anh chị em ạ. ACB là có tên trong cái danh mục này đấy ạ, 66. ACB chúng tôi cho rằng có đấy. Nó có tên trong danh mục này đấy ạ. Phương ạ, nó có. Đó là một cái sự sót. ACB có đấy. Vâng. Bạn Bằng Vũ bảo có đánh giá sao về STB? Thì trước tiên là nói về điểm mạnh đi. STB là một ngân hàng bây giờ quy mô tín dụng nó hình như nó vẫn duy trì số 1 Việt Nam nhỉ. Thì chúng tôi cho rằng là chắc trong năm nay thì MB sẽ vượt số 1 trong cái ngoài quốc doanh nhé, số 1 trong khối tư nhân nhé. Thì SCB thì chúng tôi không tính rồi, hợp nhất của ba cái ngân hàng yếu kém ngày xưa không tính. Nhưng mà STB thì nó vẫn đang số 1, nhưng mà MB này chúng tôi cho rằng có khả năng trong năm 2021 này sẽ vượt về cái quy mô. Thì STB là một cái ngân hàng có quy mô rất lớn, có cái mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch trên 500 điểm ở trên 500 chi nhánh ở Việt Nam. Và nó cũng sở hữu rất nhiều các cái bất động sản, chính là các cái chi nhánh các phòng giao dịch. Tài sản của nó rất tốt. Tuy vậy từ ngày nó vướng phải cái ngân hàng Phương Nam, vướng phải ngân hàng Phương Nam thì rõ ràng là cái nợ xấu của nó rất lớn. Và trong 5 năm qua STB chỉ đi lo xử lý nợ xấu hết ngày. Đó. Xử lý nợ xấu hết ngày. Và cái việc họ sẽ bị các cái ngân hàng thương mại cổ phần khác bỏ xa, đó là một điều khó tránh. Đó. Đến bây giờ là nợ xấu VNC họ mấy chục ngàn tỷ, vẫn mấy chục nghìn tỷ, vẫn chưa xử lý xong. Nhiều người cho rằng nợ xấu đó nó toàn là các khu bất động sản giá trị rất cao, thì đồng ý là cái câu chuyện đó. Nhưng mà ngân hàng cuối cùng vẫn phải tập trung vào lĩnh vực kinh doanh ngân hàng. Còn khi mà STB mà xử lý xong cái nợ xấu ấy, thì các ngân hàng khác đã đi một đoạn rất xa rồi. Thế thành ra STB chúng tôi cho rằng nó sẽ bị bỏ lại, trừ phi mà có những cái cổ đông mới, có những động lực mới, có những chủ nhân mới, họ phát triển, họ đẩy mạnh cái ngân hàng này, đầu tư rất mạnh cho ngân hàng này, thì chúng tôi tin rằng là STB có thể trở lại đường đua, nhưng mà ít nhất phải 2-3 năm nữa. Đó, 2-3 năm nữa. Còn về định giá thì chúng tôi không chia sẻ đây. Tiếp theo, OCB định khá giá rẻ, anh nghĩ sao về ngân hàng này? Thì OCB cũng là một cái ngân hàng nhỏ tương đối tốt. Tương đối tốt. Thì tôi cho rằng nó nằm ở cái khoảng giữa này, này. Giữa hai ô này, này. Tất nhiên nó để nhảy vào cái top tốt này, tốt hẳn này thì chúng tôi cho rằng là khó, khó cho nào. Bởi vì OCB cơ bản là ngân hàng này nó địa bàn kinh doanh nó chủ yếu ở Sài Gòn đúng không ạ? Sài Gòn. Thì nó cũng là một cái ngân hàng đáp ứng cái tiêu chuẩn Basel 2 là thuộc hạng sớm nhất. Mọi thứ nó cũng tương đối tốt, nhưng còn về cái triển vọng để mà tăng trưởng phát triển ấy, chiến lược và đường đi ấy, thì chúng tôi chưa thực sự thấy nó tốt được bằng những cái ngân hàng kia. Đó. Tất nhiên chúng tôi không nói là nó kém trong khoản ấy nhé, nhưng mà để mà tốt được bằng top này thì nó là chưa. Đó là chưa. Còn định giá đúng như bạn nói là định giá PB và PB của nó khá rẻ. Tuy vậy nếu mà nó mà đi chậm hơn những thằng khác chỉ 1-2 năm, như vậy là định giá của thằng khác cũng sẽ bằng nó hoặc thậm chí rẻ hơn nó. Đó.
Vì nếu bạn đầu tư vào OCB, chúng tôi tin rằng là lợi nhuận bạn vẫn có rất tốt nhé. Chúng tôi tin rằng lợi nhuận sẽ trên 10% một năm. Rất tốt, gấp đôi lãi gửi ngân hàng. Chúng tôi tin rằng đạt được. À, nhưng mà để mà xếp top thì chúng tôi chưa xếp top. Ok. Vâng. Bạn Lê Tiến Dũng có hỏi là TP bạn mua 27.4 giữ được không? À anh bạn Lê Tiến Dũng đúng không ạ? Thì tùy bạn thôi. Bạn nếu bạn dự báo, bạn đánh giá, bạn tin tưởng vào nó thì là giữ thôi, đúng không ạ? Đó. Vâng, ok. Rồi ok. Mr. Huy Hoàng có hỏi về MSB. Thì MSB ngày trước là một trong những ngân hàng mà cũng dính nợ xấu rất là nhiều, rất là lớn. Thì MSB là ngân hàng Maritimebank đấy, đúng không ạ? Họ cũng dính nợ xấu khá nhiều đấy trong những năm trước. Thì bây giờ về cơ bản dần dần họ cũng đang trở lại dần. Nhưng mà MSB về cơ bản về cái lợi thế cạnh tranh mạnh thì chúng tôi chưa thấy. Đúng không ạ? Chúng tôi chưa thấy điểm gì quá nổi bật để mà được xếp vào ở những cái ngân hàng mâm trên hàng đầu. Chúng tôi chưa thấy. Ok. Ngành hấp dẫn, bạn Trung Dương có hỏi là ngành ngân hàng kém hấp dẫn so với các ngành khác trên thị trường chứng khoán khi nào anh nhỉ? Thì ngành ngân hàng sẽ kém hấp dẫn hơn so với các cái ngành khác khi khủng hoảng xảy ra mà rất mạnh mẽ, nó càn quét làm các doanh nghiệp khác đuối kém rất nhiều, thì ngân hàng nợ xấu kinh khủng. Bởi vì sao? Bởi vì ngân hàng ví dụ vốn chủ của Vietcombank đi 80-90 ngàn tỷ thì tín dụng của họ gấp 10 lần lên 100 ngàn tỷ. Thì như vậy khoảng độ 10% nợ xấu, 20% nợ xấu coi như ngân hàng gần như âm vốn chủ sở hữu. Đó, nếu mà khủng hoảng xảy ra vô cùng khốc liệt khiến hàng loạt các doanh nghiệp chết ấy, thì ngân hàng sẽ là cái thằng có thể âm vốn chủ sở hữu rất khủng khiếp. Thì thực tế cái giai đoạn 2011, 2013, 14 ấy, thì có rất nhiều ngân hàng yếu kém đứng trên bờ vực phá sản và ngân hàng nhà nước đã mua với giá không đồng này, rồi là sát nhập với nhau vân vân rất nhiều thứ. SHB thì sát nhập với ngân hàng Habubank đúng không ạ? Ba ngân hàng là ngân hàng Sài Gòn và ngân hàng đệ nhất ngân hàng gì nữa, ba ngân hàng hợp nhất thành một ngân hàng. Rồi là ngân hàng xây dựng thì phá sản đúng không ạ? Rồi là ngân hàng Phương Nam được sát nhập vào Sacombank. Rồi là ngân hàng Quốc dân thì cũng được một doanh nhân mua lại. Rất nhiều ngân hàng yếu kém. Đúng không ạ? Thì đấy là cái giai đoạn mà ngân hàng sẽ kém hơn các ngành khác. À, tại thời điểm này có nên mua cổ phiếu TPB không? Thì chúng tôi cho rằng dài hạn nó hấp dẫn ạ. Còn việc thời điểm nào mua thì tùy vào cái trạng thái tài khoản của quý vị. Nếu mà quý vị mà đang full cổ phiếu hoặc là có tí margin thì tất nhiên là không mua rồi, đúng không? Còn nếu quý vị là rất rất nhiều tiền mặt thì chúng tôi nghĩ rằng nếu quý vị định giá rẻ thì quý vị mua. Và anh Hiếu có bảo là cho rằng là CTG xứng đáng làm key trong năm nay, lợi nhuận ngon, nợ xấu giảm, chủ tịch được vào ủy viên trung ương nên cửa lên chức khá cao đúng không ạ? Vâng, Vietinbank thì rõ ràng năm nay là được pick là tốt nhất trong cái các cái ngân hàng quốc doanh rồi. Bởi vì năm nay tăng trưởng kết quả kinh doanh rất tốt. Do là những năm trước là họ xử lý nợ xấu cũng tốt. Và thực sự là năm nay họ cũng có động lực để họ ghi nhận lợi nhuận rất cao. Đó, thì chúng tôi cũng đồng ý với cái quan điểm này. Ngay cả trong các cái lần trước chúng tôi trao đổi thì về cái độ hấp dẫn thì Vietin chúng tôi cho rằng 2021 rất hấp dẫn. Nhưng mà về rất dài hạn thì cái chuyện tăng trưởng nó sẽ bị hạn chế. Đúng không? Cái việc tăng trưởng đột biến này là do ngày trước rất xấu. Thì bây giờ không xấu nữa thì nó tăng trưởng rất mạnh thôi. Chứ không phải nó tăng trưởng vì a tín dụng nó tăng được 3 40% vân vân. Dịch vụ nó tăng 3 40%, không. Cái này là tăng trưởng là do nó tiết giảm được những cái xấu. Thì nó tăng thôi. Đó, còn tín dụng của Vietinbank với BIDV rất thấp. Năm nay còn được tăng trưởng có vài phần trăm, 3 4%, 5%. Thì tất nhiên cuối năm chúng tôi nghĩ nó cũng có thể tăng trưởng cao hơn. Nhưng mà việc tăng trưởng cao hơn rất hạn chế. Thì do đó là cơ hội Vietinbank thì trong 2021 thì chúng ta nhìn khá rõ. Còn trong các năm sau thì chúng ta nhìn nó sẽ khó hơn. Và bạn Tiến Đạt thích tích sản MBB, TP hay TCB vậy anh? Thì đó đều là những cái ngân hàng nằm trong cái ô rất tốt đúng không ạ? Tùy bạn mà tích sản ở cổ phiếu nào cũng được, dựa vào sự yêu thích của bạn. Ok. VIB vừa rồi có đợt tăng giá rất mạnh, S nghĩ sao về ngân hàng này? Thì ngân hàng VIB là một cái sự bất ngờ lớn nhất đối với cái dân đầu tư chứng khoán, dân phân tích cổ phiếu ngân hàng.
Không ai có thể ngờ nó có thể tăng trưởng kinh khủng như thế từ lợi nhuận đến giá cổ phiếu. Thì cách đây mới vài năm thôi mà ngân hàng này thì được xếp hạng rất là nhỏ. Nhưng mà họ có một cái thế mạnh, đó là họ bán lẻ họ rất khủng khiếp và quyết liệt. Nhân viên của VIB bán lẻ quyết liệt lắm, rất quyết liệt. Cho dù họ không có lợi thế nhờ cái CASA cao, giá vốn rẻ, nhưng mà họ có cái lợi thế là họ bán hàng rất khủng. Như tôi trao đổi, cái việc cho vay mua đô ô tô chẳng hạn, thằng này luôn luôn nằm top dẫn đầu. Bán bảo hiểm cũng luôn luôn top dẫn đầu, cho dù quy mô nó nhỏ hơn hẳn những thằng khác. À, còn cái lợi nhuận nó tăng trưởng mạnh như thế, chúng tôi cho rằng là cái độ bền vững nó không phải là xuất sắc. Tất nhiên nó cũng khá chứ nó không phải là đó. Nhưng mà không phải là không phải là cái độ bền vững cao nhất. Mà đến độ bền vững chúng tôi cho ở mức khá thôi. Mức khá thôi, còn so với những ngân hàng top đầu thì chúng tôi cho rằng cái bền vững của nó không bằng. Còn cái định giá của VIB PB bây giờ lên đến 3,3 lần ấy, thì thực sự mà nói thì chúng tôi không dám cho rằng là nó rẻ. Không dám cho rằng là nó sẽ rẻ. Quy mô của VIB cũng tương đương với TP đúng không ạ? Nhưng vốn hóa bây giờ sắp xỉ gấp đôi. Đó. Thì chúng tôi cho rằng là định giá nó bây giờ không rẻ. PB bằng hơn 3 lần. Đúng không ạ? Ok. Tích sản thì nên mua hàng tháng hay cần tích tiền mỗi quý rồi lựa chọn thời điểm mua? Thì tích sản thì nên mua hàng tháng nó sẽ tốt hơn. Ok. Ok. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao như thế này thì AZFIN có thể dự kéo dài được lâu không? Thì chúng tôi cho rằng cái ngành ngân hàng là năm 2021 là một năm rất thuận, từ khó khăn trở thành tốt đẹp luôn. Thì nó tăng trưởng lợi nhuận có thể hơn 30%. Còn các năm sau thì chúng tôi cho rằng tín dụng chỉ quanh 10 đến 13%. Thì lợi nhuận ngân hàng thì nhờ cái việc khai thác dịch vụ và rất nhiều các cái khác tốt thì chúng tôi cho rằng lợi nhuận ngân hàng vẫn có thể tăng trưởng khoảng 17-18% một năm đến năm 2025. Đó. Hai, tăng trưởng nhờ hai yếu tố. Một là tín dụng tăng trưởng khoảng hơn 10%, khoảng 12% đi. Thứ hai là cái việc khai thác khách hàng ngày càng tốt, bán được càng nhiều sản phẩm dịch vụ, nó lại làm tăng. Cái thứ ba là cái chi phí của các ngân hàng sẽ có thể tiết giảm được nhờ ứng dụng công nghệ rất tốt. Thế do đó lợi nhuận sẽ tăng trưởng cao hơn tín dụng. Ok ok. Vâng. À, về chị Minh Hoa có đánh giá là SSB tức là ngân hàng SeaBank đúng không ạ? Thì chúng tôi cũng thấy nó cũng giống với các cái ngân hàng như HD Bank hay là giống các ngân hàng Maritime Bank. Đó, ngân hàng SeaBank này thì cho vay bất động sản rất nhiều. Nói chung nó có liên quan đến doanh nhân Nguyễn Thị Nga, một tỷ phú đô về bất động sản ở Việt Nam. Đúng không? Thì cái vấn đề là cái ngân hàng SeaBank này ấy, về lợi thế để mà nó vươn lên nằm top hay là vừa có những cái lợi thế đặc biệt thì chúng tôi không thấy. Chúng tôi không thấy. Thì chúng tôi xếp nó ở tầm trung. Đó. Và quan điểm của AZFIN Việt Nam là đầu tư thường vào những blue chip, những cổ phiếu hàng đầu, những cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh rất mạnh. Chính vì thế chúng tôi là không đánh giá về SSB. Và ok ok ạ. Vâng, anh Quang Liver có hỏi là cho nhận định đến năm 2025 đối với ngành này, thì chúng tôi cho rằng đây là một trong số ít những ngành tăng trưởng và phát triển mạnh nhất từ nay đến 2025. Nhờ vào xu hướng công nghệ rất mạnh mẽ, thì do đó là ngân hàng sẽ cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ rất là nhiều, khai thác rất tốt khách hàng của họ. Bên cạnh đó thì tín dụng vẫn là một kênh chính ở Việt Nam. Và từ 2021 đến 2025 thì chúng tôi cho rằng khá xác suất rất cao đó là giai đoạn phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế mạnh mẽ. Chính vì thế thì cái cầu về tín dụng, cầu về dịch vụ ngân hàng rất lớn. Thì các ngân hàng sẽ là những người được hưởng lợi gọi là lớn nhất trong cái câu chuyện này. Đó, triển vọng đến 2025 chúng tôi đánh giá rất tốt. Ok. Trong 6 ngân hàng này thì ngân hàng nào định giá hấp dẫn nhất đúng không ạ? Vâng, về PE thì TP đang thấp nhất. Về PB thì TP và MB đang thấp nhất. Về gọi là vị thế số hàng đầu thì Tiên Phong Bank đang tốt nhất. Về độ chắc chắn nhất trong cái hoạt động kinh doanh thì ACB đang nhất. Về cái sự gọi là biến động mạnh, về cái sự gọi là biến động mạnh có thể tăng rất mạnh, giảm rất mạnh chẳng hạn, thì VP Bank nhất. Đó, thì mỗi ngân hàng có những đặc điểm, có những lợi thế nhất đấy. Thì quý vị và các bạn thì có thể yêu thích theo cái lĩnh vực nào. Nếu theo PE rẻ nhất thì là TP.
đúng không ạ? Đúng không ạ? Theo PB rẻ nhất thì quý vị có thể chọn TP hoặc MB. MB theo về ngân hàng có thể duy trì vị thế dẫn đầu trong cái lĩnh vực này thì Techcombank, đúng không ạ? Theo ngân hàng mà có thể biến động rất là mạnh mẽ. Tiếp theo, các bạn này bảo đánh giá về các cái mã bất động sản thì ở đây chúng ta không đánh giá nhé. Và tiếp theo tôi xin phép là trao đổi cái câu cuối cùng. Vin mà bán xe tốt thì Tech có lợi theo gì được không? Vâng, ok, nếu Vin bán xe tốt thì khả năng Tech thì cũng cho vay vào được thì cũng khá tốt, đúng không ạ? Thì nó tốt thêm một tí thôi, nhưng mà trong cái lĩnh vực kinh doanh của Tech ấy thì nó có rất nhiều khách hàng như thế. Cái lĩnh vực gọi là bán xe rồi cho vay chẳng hạn, nó cũng chỉ là một phần rất nhỏ, chúng tôi cho rằng đóng góp nó không quá vài phần trăm đâu. Có tốt đến mấy thì nó cũng không thể làm cho tăng lợi nhuận của Tech lên đến 1-2% đâu, không thể đâu. Thế thành ra nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Và các bác khác hỏi về các cổ phiếu khác thì xin phép không trả lời nhé. Ok. Và thì chúng tôi cho rằng là lợi nhuận những cái doanh nghiệp hàng đầu này, 6 ngân hàng hàng đầu này, ở trong 3 năm tới thì khả năng gấp đôi lợi nhuận nó rất cao. Có thể tăng trưởng từ 70 đến 140% lợi nhuận trong 3 năm tới. Đó. Còn Vietcombank là một ngân hàng vẫn có thể tăng trưởng lợi nhuận cao dù nó to, bởi vì nó còn rất nhiều sức để tăng trưởng. Vâng, trên đây là những cái trao đổi của tôi về cái kết quả kinh doanh quý 1, nguyên nhân tại sao và triển vọng trong tương lai của lĩnh vực ngân hàng này như thế nào. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại ở những cái dịp sau ạ. Xin chào quý vị ạ.